Ở tuần trước, bọn mình đã chia sẻ với các bạn rằng thế nào là an toàn tình dục và những bệnh lây qua đường tình dục thường gặp phải. Còn hôm nay, bọn mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao để có một cuộc vui thật sự an toàn. À cũng đừng quên rằng, đợt mở bán áo Giáng sinh năm nay chỉ còn một ngày nữa. Vậy nên, các bạn hãy thật nhanh chân lên nào, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Còn bây giờ, an toàn là trên hết. Quay trở lại với bài viết thôi nào. Lê gạ. Tình dục là nhu cầu bản năng và cần thiết của một con người. Ngày nay, tình dục không chỉ đảm nhận vai trò sinh sản mà còn là hình thức thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tình cảm, tình yêu. Cuộc sống ngày càng hiện đại, không chỉ những cặp vợ chồng quan tâm đến vấn đề tình dục mà cả các cặp đôi yêu đương cũng có mối quan tâm này. Làm thế nào để vừa vui, vừa trao cho nhau yêu thương mà lại an toàn và khỏe mạnh là điều mà ai cũng quan tâm. Mặc dù hiện nay, vấn đề tình dục an toàn đã được chú ý đến, tuy nhiên, vẫn còn có nhiều trường hợp không mong muốn xảy ra. Số ca nạo phá thai, mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn còn xuất hiện rất nhiều. Ở tuần trước, chúng ta gặp nhau với một vài thông tin nho nhỏ mà không nhỏ lắm là tình dục an toàn là gì, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hôm nay, mình cùng tác giả đến thăm các bạn bằng một chủ đề hữu ích là làm thế nào để tình dục an toàn hơn. Vậy làm thế nào nhỉ? Làm thế nào để vừa vui khỏe lại vừa an toàn? Các bạn hãy theo chân mình đi tìm hiểu nhé. Phần 2. Làm thế nào để tình dục an toàn hơn? A. Hoạt động tình dục và rủi ro. 1. Quan hệ tình dục qua đường âm đạo. Tình dục qua đường âm đạo có nguy cơ bị nhiễm trùng lây qua đường tình dục và mang thai. Nhiễm trùng có thể lây truyền ngay cả khi dương vật không hoàn toàn vào âm đạo hoặc người đàn ông không xuất tinh. Điều này là do nhiễm trùng có thể có trong chất lỏng trước khi xuất tinh. Ngay cả việc đưa dương vật vào âm đạo một cách nông cũng mang lại rủi ro cho cả hai đối tác. 2. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Hậu môn có chứa nhiều vi khuẩn, quan hệ tình dục qua đường hậu môn có nguy cơ lây lan bệnh cao hơn nhiều loại hoạt động quan hệ tình dục khác. Lớp niêm mạc của hậu môn mỏng và dễ bị tổn thương nên dễ bị nhiễm trùng. Hậu môn không có chất bôi trơn tự nhiên như âm đạo nên dễ bị tổn thương, là cơ hội cho vi khuẩn và các bệnh tình dục xâm nhập. 3. Quan hệ tình dục bằng miệng. Những vết thương, vết loét ở miệng, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm các bệnh tình dục. Virus và vi khuẩn có thể có trong tinh dịch, dịch âm đạo hoặc máu có thể di chuyển dễ dàng hơn vào cơ thể thông qua các vết nứt trên da. 4. Đồ chơi tình dục. Dùng chung đồ chơi tình dục có những rủi ro, bao gồm lây nhiễm và lây truyền các bệnh tình dục như chlamydia, giang mai và herpes. Nếu có bất kỳ vết cắt hoặc vết loét nào xung quanh âm đạo, hậu môn hoặc dương vật và có máu sẽ tăng nguy cơ lây truyền viêm gan B, viêm gan C và HIV. Ngoài ra, quan hệ tình dục sử dụng tay, ngón tay, cơ thể cọ sát cũng có nguy cơ mắc bệnh tình dục nếu bạn hoặc bạn tình có vết thương hở. B. Làm thế nào để tình dục an toàn hơn? Việc đầu tiên và việc quan trọng nhất là trang bị kiến thức cho bản thân, trang bị kiến thức cho bản thân, trang bị kiến thức cho bản thân. Nhá, nhớ đấy, nhắc lại 3 lần thì phải nhớ nhá. Một vài quan niệm sai lầm nên tránh. Mấy chuyện nhạy cảm về tình dục này không nên nói ra ngoài. Bao cao su làm hỏng cảm giác quan hệ tình dục. Lên kế hoạch trước cho tình dục làm hỏng tâm trạng. Đi khám sức khỏe tình dục là bị bệnh tình dục rồi. Xuất tinh ngoài âm đạo sẽ không mang thai. Một vài biện pháp: sử dụng bao cao su đúng cách, sử dụng chất bôi trơn phù hợp, sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, khám định kỳ, tiêm phòng, chú ý đối tác. 1. Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục. Bao cao su được xem là biện pháp phổ biến nhất giúp ngừa thai và phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục. Nó chống lại các bệnh lây qua đường tình dục bằng cách hoạt động như một rào cản vật lý để ngăn sự trao đổi tình dịch, dịch âm đạo hoặc là máu giữa các đối tác. Bao cao su được đánh giá cao về độ an toàn và hiệu quả khi sử dụng đúng cách. Giá của nó cũng thấp, dễ mua và dễ sử dụng. Đối với quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng nên sử dụng bao cao su. Những điểm cần lưu ý bao gồm: bao cao su nam là loại bao cao su dẻo, chắc, có nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Bao cao su dành cho nữ có chất liệu giống bao cao su thông thường nhưng được thiết kế để vừa với bên trong âm đạo. Bao cao su nữ được bôi trơn trước và là một kích cỡ phù hợp với tất cả. Nên sử dụng các phương pháp rào cản như bao cao su trên máy dung và đồ chơi tình dục khác, găng tay cao su để thâm nhập vào âm đạo hoặc hậu môn, sử dụng màn chắn khi quan hệ tình dục bằng miệng. Để có hiệu quả, phải sử dụng bao cao su từ khi bắt đầu quan hệ tình dục cho đến khi kết thúc quan hệ tình dục, luôn sử dụng bao cao su mới được bôi trơn mỗi khi quan hệ tình dục, kiểm tra hạn sử dụng và mở gói,
cẩn thận không để móng tay, đồ trang sức hoặc răng làm rách bao cao su. Nếu cần thêm chất bôi trơn, chỉ sử dụng chất bôi trơn gốc nước, các chất bôi trơn khác có thể làm hỏng bao cao su. Hiệu quả của bao cao su ngay cả khi được sử dụng đúng cách không đảm bảo bảo vệ 100% chống lại các bệnh lây qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn. Quan hệ tình dục bằng cách sử dụng bao cao su vẫn có thể lây nhiễm bệnh nếu bao cao su không bao phủ hoàn toàn khu vực bị nhiễm bệnh. Ví dụ, một số bệnh nhiễm trùng như giận mù, ghẻ, mụn cóc sinh dục và mụn rộp lây lan khi da kề da. Bao cao su cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại các bệnh tình dục nhưng không bảo vệ đầy đủ vì chúng không bao phủ toàn bộ vùng da sinh dục. Bao cao su có thể bị vỡ, đặc biệt nếu nó không được bảo quản đúng cách hoặc không sử dụng chất bôi trơn phù hợp. Đây là lý do tại sao bạn nên luôn sử dụng chất bôi trơn gốc nước. Chất bôi trơn gốc dầu có liên quan đến việc làm rách bao cao su và không nên sử dụng. Không để bao cao su tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao kéo dài. Không sử dụng bao cao su đã quá hạn sử dụng. Không tái sử dụng bao cao su. Mỗi bao cao su chỉ sử dụng một lần duy nhất. 2. Sử dụng chất bôi trơn phù hợp khi quan hệ tình dục nhằm giảm ma sát, hạn chế việc tạo ra vết thương. 3. Sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn và phù hợp. 4. Khám định kỳ về sức khỏe tình dục, giúp phát hiện sớm hơn các vấn đề về sức khỏe tình dục để có biện pháp điều chỉnh can thiệp kịp thời. 5. Tiêm phòng. Vaccine là cách an toàn, hiệu quả và được khuyến cáo để ngăn ngừa viêm gan B và HPV. 6. Chú ý về đối tác. Tình dục an toàn hơn cũng là quan hệ tình dục khi bạn và đối tác của bạn đã sẵn sàng, quan hệ tình dục khi được tôn trọng và được bảo vệ. Những cách bạn có thể thực hiện tình dục an toàn bao gồm: chỉ quan hệ tình dục với một bạn tình, ngay cả khi hai người đều không mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục là cách quan hệ an toàn nhất. Để đảm bảo, cần đi xét nghiệm các bệnh nhiễm trùng thông thường và điều trị nếu cần. Đặc biệt, nếu bạn có bạn tình mới, tránh quan hệ tình dục cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Trao đổi với đối tác tình dục về những biện pháp an toàn, những gì bản thân muốn và tận hưởng tình dục. Hạn chế số lượng bạn tình để giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm. Chung thủy, chế độ một vợ một chồng. Lưu ý rằng, ma túy và rượu có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Và để chú chim nhỏ của mình có được sải cánh bay khắp phương trời, thì đừng thấy cành cây nào cũng đậu xuống các bạn nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn luôn an toàn. Mình là Pink Dot và đây là Spy Room. See ya!